Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube Gia đình Kết Đáp. Hôm bữa công kỹ làm cái cần câu chắc nửa ngày trời rồi mấy bạn ơi. Tự không mà cắt cái cần câu kia ra xong thì đi kiếm cái đọt làm nửa ngày trời, xong giật cái một gãy luôn cần câu. Rốt cuộc phải dùng cái góc này nè để kéo con cá kia lên. Tức quá, ngày hôm qua về mình mới kiếm cái đọt mình làm lại. Thì hôm nay mình làm lại mấy bạn coi nè. Mình cải tiến ha. Hồi bữa cái máy này nó nằm trên đây nè, nằm ngay đoạn này nè. Cái khúc này nó dài quá mà cái khúc này dài không cần thiết, nên là bây giờ mình hạ, mình dời cái máy xuống khoảng 10 cm. Mình dời xuống tới đây là cầm vô vừa tay mấy bạn thấy không? Nè, cầm vô vừa tay. Thằng này là câu lưỡi đơn khó dính lắm mấy bạn. Mình câu bằng lưỡi lăn C. Câu bằng lưỡi lăn C. Đó. Quất chui cho ăn cục à. Quất vô cho ăn cục bột. Làm cục bột nè. Câu bằng lưỡi lăn C mới dễ dính. Trời. Câu bằng lưỡi lăn C. Ở dưới còn mình móc con tôm nè. Nè, lưỡi lăn C nè. Lưỡi này lưỡi nửa lò xo ha. Mình cái lưỡi này là ban đầu nó là nửa lò xo, nhưng mà có 5 lưỡi. Cái lưỡi này ngoài tiệm bán luôn, cả lò xo cả lưỡi luôn chung một bộ. Câu dở ẹt mấy bạn ơi, không có dính được gì hết. Lưỡi nó to thêm nó không có bén nữa. Mình về mình cắt hết, bỏ hết, mình lấy mỗi cái lò xo xong mình gắn gắn vô 3 lưỡi. Giống y chang cái mà hồi bữa mình làm video. Đó, là 3 lưỡi. Mình cứ lưỡi lăn xe mình quấn tới thôi. Né né ra cho mấy bạn coi dắt bọt sao à. Cầm cái lưỡi như nè, bỏ bọt lên tay mình miếng, xong cái bỏ cái lưỡi cái lò xo lên, xong hai cái lưỡi hai bên này tách ra hai bên luôn, tách hai cái lưỡi hai bên rồi bỏ ở đây miếng cá mà đặt cái lưỡi dưới cùng mà mình móc con tôm con tép nhỏ vô, xong bỏ thêm nắm cám nữa rồi dắt. Đối với mình câu đăng gô mà câu bình thường, mình câu mình hướng đến cá tráp á mấy bạn, thì mình dắt cái cục đăng gô này vừa vừa tay thôi, không có dắt cứng. Còn này mình hướng tới con cá đối ha. Mình muốn dùng cái càng nhỏ này mình kéo con cá đối cho nhìn cho nó đã tay. Cá đối cái lực kéo của nó mạnh á, nên mình phải dắt cục mồi này chặt, móc cái khóa lại cho chắc. Mấy con cá này nguy hiểm lắm. Đó. Xong là mình để cái cần xuống 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 đất như thôi. Cá lại ăn là gục đầu. Này mình rồi cho mấy bạn. Nhìn cái đuối thôi, cái bọc phải không? Cái bọc ơi. Nè. Đó. Mình cột cọng dây vô cột lại chứ không cái cần nhỏ nhỏ cá lôi cái rẹt ra là xuống nước nằm luôn. Hai cho con.
Về đây. Cá đói, cá đói. Mày cá đói này còn cái gì nữa mà? Nói hai gì vừa ta? Ủa, chả dữ hả? Ủa, chả bá luôn. Chả bá luôn. Đưa cái dạng anh một. Con cá tắt bài đang làm sao? Rồi.
Để cái giờ để thao sao cho mình kéo vô luôn. À, cái giờ sao đúng không anh Vũ? Đi 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 để sao xuống, được chưa? Để sao xuống, chú xuống vậy nè. Rồi, rồi để vậy. Để xuống cái nhà, cái nhảy ra đi. Lấy cá, cá giả chín con ba cá lì bẩy. Đây, đây, mà đây, mà đây, mà đây. Để bên này hỏi cao bọn diện nó giống cao bọn giả. Thôi đó. Nó thấy lên lên rồi đâu. Đúng rồi đây. Hết nổi rồi. Rồi có cái nào không bằng nghe nó nữa không? Đó. Cá này. Cá nhảy trên đường không? Nhảy trên đường kia một câu. Từ từ. Lên bao cặp bắt ít thôi rồi. Nói nhìn cái ớn chết đi gần cậu. Trời ơi, kéo lên miếng, chạy xuống tám. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Lần nãy tôi mới làm con nữa, nó mới làm con chạy lại là nghe hóc nó thảy nữa. Con thứ 9 nữa. Đi qua đây anh. Sáng giờ có 9 con rồi. Không, em đang nói là đi qua đây câu. Em đang nói là đi qua đây câu. Bà có 9 không? Hả? Thầy cần của bà đó. Ừ, bà lại đây em đưa cái lửa lăn chơi cho lên liền, lên cá liền. Thanh niên dòng con cá 30 phút. Cái cành nhỏ. Cái một lúc cá nó lì dòng miếng không ai đập tôi luôn, dòng miếng nó từ đùa đứng nó cầm cái đó cũng hỏi ta luôn. Thấy cái nút trắng đó là còn 6m nữa. Chưa dám vào dục chú, thầy chắc làm một nồi quá. Được mấy cái khoen này chắc ngon ha.
em để cái giận đó giờ anh em thụt ngắn vô anh giới luôn nhanh. Cái đó nó cong đều đâu nhìn nó đẹp. Kẹo lắm rồi chứ. Hồi nãy lên rồi, lên mặt nước rồi. Không qua 2-3 lần nữa. Nãy giờ dài là biết bự hả thiệt. Kéo lên miếng là chạy xuống miếng, kéo lên miếng là chạy xuống miếng. Chưa kéo lên nhầm thế ớt luôn con này trời ơi. Dạ dạ chừng 2-3 cái nữa thế nào cũng dài. Đây là dây BE. Trời hết nổi rồi. Mấy con cá đồng mấy cá đó. Chưa kéo cá luôn bay luôn bán.
Vinh cá nhỏ, nhóc đang chơi mấy bạn. Nhóc đang đi theo chơi mấy cá đôi. Cái chân nhỏ lại hả em?